lên trong bụng, lên một sức sống mới. Vì lòng yêu mến Chúa yêu mọi người, thôi thúc ta xây đời từ trái tim con người, mình xây tình Chúa yêu thương. Ta sẽ đi xây cuộc đời mới hôm nay, để tình Chúa dâng lên giữa lòng thế giới, góp phần xây nên một xã hội công bằng, để yêu thương cháy lên giữa đời chúng ta, để trở nên ánh sáng cho cuộc đời, như mối cho dương trần, như những men trong bột, lên một sức sống mới. Vì lòng yêu mến Chúa yêu mọi người, thôi thúc ta xây đời từ trái tim con người, mình xây tình Chúa yêu thương, đem yêu thương gieo vào cuộc sống hôm nay, để ngày mai sáng lên trong niềm hạnh phúc, góp phần xây nên một xã hội công bằng, để yêu thương cháy lên giữa đời chúng ta, hãy trở nên ánh sáng cho cuộc đời, như mũi cho dương trần, như những men trong bột, mình lên một sức sống mới. Vì lòng yêu mến Chúa yêu mọi người, thôi thúc ta xây đời từ trái tim con người, mình xây tình Chúa yêu thương. Con người mình xây tình Chúa yêu thương.